Ở Độc Lập là một cứ điểm quan trọng thuộc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp, với nhiệm vụ án ngữ phía Đông Bắc, nhằm ngăn chặn đường tấn công của bộ đội ta từ Lai Châu xuống và bảo vệ cho sân bay Mường Thanh. Sau khi quân đội ta giành chiến thắng tại Him Lam, nhiệm vụ tiến công đồi Độc Lập được giao cho Trung đoàn 165 đảm nhiệm mũi chủ yếu đột phá từ hướng Đông Nam, đánh dọc theo chiều dài của cứ điểm. Trung đoàn 88 phụ trách mũi thứ yếu đột phá từ hướng Đông Bắc, đồng thời mở một mũi vu hồi ở hướng Tây và bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chặn viện từ Mường Thanh ra. Cùng lúc, ta sử dụng một đơn vị của tiểu đoàn 255 thuộc Trung đoàn 174 tiến hành tích cực nghi binh tại A1. Theo kế hoạch, trận đánh đồi Độc Lập sẽ bắt đầu vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 14 tháng 3 năm 1954. Đúng giờ giờ, ở đồi A1, bộ phận nghi binh nổ súng và xung kích tiến lên mở hàng rào. Địch có pháo 105 từ Hồng Cúm và cối 120 từ Mường Thanh trút đạn dồn dập xuống trận địa của tiểu đoàn 255. Ở đồi Độc Lập, do trời mưa, sơn pháo 75 và cối 120 điều từ Him Lam sang không tới kịp trước giờ nổ súng nên cuộc tiến công chưa bắt đầu. Bộ phận nghi binh được lệnh rút ra. 18 giờ ngày 14 tháng 3, chỉ huy trưởng trận đánh Vương Thừa Vũ trao đổi với tư lệnh phó 312 Đàm Quang Trung, quyết định cho pháo binh bắt đầu bắt cứ điểm, phá hoại công sự và uy hiếp tinh thần binh lính địch. Trong khi đó, bộ binh ta tiếp tục chuẩn bị thật chu đáo, chờ sơn pháo và cối 120 tới mới nổ súng. Trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết: các chiến sĩ sơn pháo và cối 120 mò mẫm, khiêng pháo nhích từng bước dưới trời mưa tầm tã. Nửa đêm, họ chỉ còn cách trận địa 700 mét. Bất thần, một loạt bom nổ trên không chụp xuống đội hình. Một số chiến sĩ hy sinh và bị thương. Những người còn lại vẫn quyết tâm đưa pháo tới đích. 2 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, họ mới đến nơi. Để khích lệ động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm, sự yêu thương sâu sắc gửi đến cán bộ chiến sĩ trên chiến trường Điện Biên Phủ. Ngày 14 tháng 3 năm 1954, báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại Mặt trận số 131 đã đăng thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở Mặt trận Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, người viết: thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận. Các chú sắp ra mặt trận, nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang. Các chú vừa được chỉnh huấn chính trị và quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng, về chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm trọn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất. Chúc các chú thắng to. Bác hôn các chú. Chào thân ái và quyết thắng. Hồ Chí Minh. Thư của Bác Hồ đã được nhanh chóng phổ biến tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và anh chị em thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Một không khí phấn khởi, thi đua lập công lan tỏa tới khắp các trận địa. Đây là nguồn cổ vũ to lớn, khích lệ cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh, tiến lên giành chiến thắng, góp phần quan trọng để quân dân ta chủ động mở đợt tấn công thứ hai, tiến tới đập tan hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.